Sau 10 năm lên sóng bộ phim ngôn tình Không kịp nói yêu em, Trung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm lại có cơ hội tái xuất trong dự án phim Quãng đời còn lại. Được cải biên từ cuốn tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tôn, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy đau thương của cặp Thanh Mai Trúc Mã, Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh. Cả hai đã từng có một quãng thời gian yêu nhau say đắm ngọt ngào, sau đó cùng nhau đi đến hôn nhân và tận hưởng hạnh phúc khi có một cậu con trai khó khỉnh. Thế nhưng, bi kịch bất ngờ xảy đến vì thù hận gia đình mà Đàm Tĩnh đã lén đem con trai bỏ đi. Từ đó trở đi, tình yêu của hai người bỗng chốc rơi vào hố đen đau thương. Sau 7 năm, Vũ Thịnh trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi trong một lần tình cờ chữa bệnh tim cho chính cậu con trai của mình. Cũng chính từ đây, những đau thương và nước mắt lại tiếp tục dài dẳng. Với sự tái hợp này của Trung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm, dân mạng đang tỏ ra cực kỳ mong chờ và một màn yêu lại từ đầu của cặp đôi. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.